còn khoảng 6,28. Chiều ngày 24 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 thuộc sân bay Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư xây dựng nhà ga cam kết sẽ đưa dự án vào hoạt động từ năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương các đơn vị đã chủ động tích cực tháo gỡ khó khăn thủ tục để khởi công dự án quan trọng và ý nghĩa này. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các bộ ngành chủ đầu tư đảm bảo dự án triển khai đúng chất lượng. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh dự án T3 dứt khoát không để đội vốn. Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 gồm 3 hạng mục chính: nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cảng trước nhà ga với tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng. Nguồn vốn để thực hiện dự án được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu của ACV 70% và vốn vay thương mại chiếm 30%. Nhà ga hành khách gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m². Đặc biệt, nhà ga T3 được thiết kế 8 cửa kiểm soát an ninh và một khu riêng biệt phục vụ khách VIP, hạng thương gia và khách ưu tiên.